các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại thì mình đang đi lên nhà ông cụ nhá. Bởi vì lần trước Tết là mình lên thì thấy ông cụ thiếu nhiều đồ dùng quá, bát đĩa các kiểu là chưa có. Đấy, đến cái ấm pha chè của ông thì mọi người xem video cũng đã biết rồi. Thì hôm nay mình với bạn Phong sẽ mua ấm chén này, bát đĩa này, đồ dùng cá nhân lên cho ông nhá. Lên được không? Đoạn này đi khó quá nên là mình phải đi bộ lên trước này. Đoạn này đường đất. Được chưa? Ê, cẩn thận. Cứ bình tĩnh. Đấy, đoạn đường này đang sửa nên là đi là rất trơn, nên phải đi bộ lên trước. Rồi, ok, lên. Đi khó nhở? Đoạn này nó dốc tức quá. Tí bị tụt luôn. Vừa đi lằng mằng. Đi tụt đoạn đấy à? Định xuống đẩy cho nhưng mà thấy lên được rồi lại thôi. Nhìn nó thế thôi nhưng mà nó nói đó. Chẳng biết ông có nhà không? Đang làm gì đây? Đang ăn sáng. Ông đang ăn à? Cầm hộp kia nhá. Ai dạ, ông đang ăn sáng à? Hay ăn cơm trưa đây? Uống rồi. Không, ông ho thế đâu mà. Ông ăn sáng à? Ông đang ăn cơm trưa. Cơm à? Ông đang định rửa bát mời cơm mình hay sao? Ông rửa bát ở đây, có bát mới ông này. Đây có bát mới cho ông này. Ôi, bát mới đây. Bát mới nhá. Bát mới ăn cơm. Xong bóc ra cho ông xem. Mấy cái bát kia nó cũ rồi. Để ra sạch ấy. Ông có con dao mà. Ông chỉ đói ốm rồi. Ông bị ho. Ông hổ ấy. Chị ấy rán chắc quá. Mình đi đường xa ấy, sợ sóc. Đấy, mua hết đầy đủ cho ông. Đấy, này. Cái này để rửa bát. Ôi đây, cái này nữa. À, này, ông hay rửa bát ở đằng sau thôi. Cái này rửa bát nhá. Đây, cái này. Đồ ăn. Này là không biết tiếng. Hôm nay lại không có người phiên dịch đâu. Này, rửa. Ừ. Để vào chậu đây cho. Súp canh này. Đây, đây nữa. Có mì chính. Đây. Mì chính. Mì chính, đấy, ông nói được mì chính. Đây, bột canh. Đây, bột canh để vào đây cho. Để vào đây cho. Dưới đây cho. Hai gói. Ăn. Để vào đây cho nó đỡ bị ẩm ấy. Đĩa, đây nhá, để đây nhá. Bát đĩa úp vào đây cho ông hết đi. Đây rồi đây. Đấy, nhiều bát đây luôn. Đó. Úp hết vào đây cho. Thì tông rửa qua. Chứ mấy cái bát cũ kia rồi nó bẩn rồi. Ông mà không có bát cơ, ông có ba cái bát hay sao rồi. Cái này đây một cái ông ăn mì tôm. Là nhiều đấy, bầy đi. Nhiều á, không hiểu. Đây, ông có mỗi 3-4 cái bát thôi mà. Ở pha trà này chắc là... Nó đi, nó. À, mới đi nhau. Cháu ăn no rồi, ông ngồi đi. No. Xong rồi bạn bóc cái này ra đi. Bóc bộ ấm chén này ra cho. Đấy, bạn mua các kiểu là mình xếp vào đấy cho ông rồi. Mua cả bột canh như chính. Nước rửa bát. Đầy đủ hết cho ông. Còn đây là bộ ấm chén này. Tí nữa cho ông ăn cơm cho là pha chè uống. No. No,
Ông no no no. Chắc ông đi tìm con dao đấy. Ông thông minh lắm, chưa nói đấy đã biết. Kiểu gì đi tìm con dao tìm không? Hay là ông đi lấy chè? À dạ dạ. Nhìn giá thiệu là bán chương trình luôn. Ông ăn cơm đi. Ăn no ăn no. Này cơm không có gì ăn. Không có thịt. Thịt ông ăn thương rồi đấy nhờ. Lưỡi mình thịt cũng không, không mang mua trứng lên cho ông, quên mất. Hay mà có đến thịt thì ngon. Canh này. Để sau lên mua đồ ăn cho ông. Ông ăn đi. Giờ no thế nữa ạ. Không no. Ô xin chào, báo chú Bảo. Kiên gì cho chú? Bảo ông ăn cơm đi. Con bảo ông ăn cơm đi. Dạ, con nằm mò à. Nó mò đi. Ừ. Còn cái này để pha chè uống. Bảo ông ăn cơm xong rồi pha chè, ấm chè mới. Bảo ông đi. Bảo đi. Con bảo ông là dạ. Cái ấm mới để tí pha nước chè uống. Uống. Bảo đi, con bảo đi, nhanh. Dạ, em hiểu con nằm mò chờ con lắp nhờ cơ bút cho nó cho chè nó. Trẻ con đến đông thế. Bóc ra xong đi, tráng qua nước đi nhỉ. Xong mình pha chè xong. Cái này. Đây. Ôi ô. Đúng rồi, ông chưa biết đấy. Ông chưa biết cái gì luôn, bây giờ bỏ. Nói hiểu con mình ấy. Vâng, rồi đây này. Đây, còn đây là cái chén để uống. Đây, vâng. Tí Phong ơi, tí bỏ ra xong là tráng nước nhá. Tí đun mà nồi nước này. Mọi lần là ông pha chè ở đây này. Pha chè vào cái bình này này. Hôm đấy bỏ vào gầm giường cho ông, lúc nào đấy ông cho ông làm cái bàn luôn. Bàn uống nước luôn. Nhiều trẻ con quá. Đây, canh. Canh gì này? À canh với ông nấu đi à? Đây phải ấm nước không? Phải đấy, để ấm nước của ông mà. Đấy, đợi ông ăn xong rồi là pha nước chè. À đây Phong ơi. Hôm trước mình mua gạo rồi nên cho ông vẫn còn đây này. Gạo ông vẫn còn hơn nửa tải. Mén mén vẫn còn nguyên. Sôi chưa? Đợi ông ăn cơm xong là pha cho ông. No. Ông ở một mình nên là đi khoảng đến thăm một tí cho nó buồn. Chứ ở một mình cũng buồn nhỉ. Hôm trước định sau Tết là lên rồi nhưng mà ông ở một mình không lại không lên được. Không no mỏ đâu. Không no đâu. Cháu ăn no lắm rồi. Đâu ăn thương thật nhỉ.
không có một gì ăn, không có thịt. Có gì đâu, bữa này chắc nếu mà cả ngô với cả canh này chắc nếu mà tính ra chắc không đến 10.000. Đây, nếu mà rau thì chắc các cô giáo cho, chứ còn rau này nếu mà đi mua thì chắc chỉ 5.000 thôi. Đây, ngô, ít ngô nữa. Đây, cái này có cái ớt khô với mấy hạt muối. Bữa cơm chắc chỉ 15.000 ăn cả ngày ấy. Trời ơi, ông ở một mình buồn, thỉnh thoảng có cháu lên chơi với ông. Chưa có điều kiện nhiều để giúp ông cái việc lớn lớn, nên là mỗi lần lên chỉ giúp ông việc bé bé thôi. Ấm cái chén, cái quần áo, ít đồ ăn. Mong ông là lúc nào cũng phải vui vui như này nhá. Mỗi lần anh em mình lên ông vui lắm nhỉ. Cháu ra đun nước. Mày rồi ông biết rồi mà, ông biết mặt anh em mình hết rồi. Không, thổi thổi nhẹ thôi, không cần mạnh quá đâu mà. Ngồi một tí nóng rồi. Chắc sắp sôi rồi. Không ăn cơm xong rồi. Xong rồi. Kiểu nhau rồi. Ông định lấy gì cho mình nhỉ? Hôm trước nghe trưởng thôn bảo là ông là lúc nào cũng phải có nước chè, nên là ông đun bằng cái pha nước chè bằng cái ấm kia kìa. Đấy, đây thực ra không, nó không phải là ấm chè đâu, nó như kiểu cái lọ. Nên là hôm nay là mua cho ông, lên cho ông một bộ mới, cả bát đũa, dầu rửa bát, bốn canh nhá, đầy đủ hết rồi, bát to bát bé. Mỗi lần ông thấy mình lên ông vui lắm nhỉ. Sắp sôi chưa? Sắp sôi rồi. Ông còn đi lấy củi ở đâu về, có hai bó to ở ngoài cửa này. Đấy. Ông lấy củi về để đây nhá. 4-5 bó củi. Ông để cả trong nhà này. Trong này là củi khô này. Sôi chưa, sôi chưa? Đây là ghế ngồi của ông này. Đấy. Ngồi bằng tấm xốp. Đây là xốp lần trước cắt thừa ra. Hả? Đây là xốp lần trước cắt thừa ra nhá. Cắt ở điện mà trong giường nha này. Đấy, ông làm ghế ngồi một cái này. Một cái bên kia này. Ngồi luôn. Đấy. Xem ngồi bên kia nhá. Ngồi à, tấm bên kia. À cái này liên à. Nóng lắm à? Bỏ nắp nồi ra. Biết phá chè không đấy? Biết chứ. Không biết kiếm tiền. Đây, Phan Phan ngồi cái kia nha. Ok. Chắc thì rửa ba cái chén.
Tráng nước nóng đi đàng hoàng à. Không à, tí mình bỏ nguyên cái này thôi. Cái này không cần đâu. Đấy, cho nguyên cái này vào này. Tí để ấm vào đây. Một chén nữa. Cái này là tí cắt đi cho ông thôi. Vì ông không dùng đến cái này, không cần đẹp. Chỉ sạch là được rồi. Ông chắc cũng chẳng bao giờ có khách đâu nhỉ? Ừ. Ừ à? Ông biết ừ. Này chết rồi, không đóng cái gì à? Ôi bà mày có đi đâu thì cho lại cái que, cái chén cho được. Trời ơi, chân của ông siêu bẩn luôn. Chân ông này, nhìn này, ôi trời ơi, dép đấy đi vào. Biết được. Chè ánh chứ. Đây là chè vụn thôi. À thôi, thôi vụn. Chè vụn. Đấy, em dép như này. Đấy, uống chè ấm này kiểu gì nó ngon hơn ấm chè vụn không? Đây là bảo ông cất đi. Tí cất vào rồi. Chè ông sợ mất hay sao mà ông cứ toàn giấu đầu giường nhỉ? Ừ. Chè quý. Cái trưởng thôn bảo là ông thích uống chè. Nên ông có hẳn một túi chè to. Kiểu gì ngon hơn chè không? Nhìn đống chè của ông cũng nhìn chán đời nhở. Chờ đây, chờ đây, chờ đây. Đây. Chè lộn giả cụ ông. Đây. Đây đây. Bình vớ vẩn bình này bây giờ xin mình xin ông không cho đâu nhá nhỉ. Vẫn còn chè trong này. Chắc phải pha bao nhiêu nước, còn có cả rau. Cải thảo ở trong này. Đâu, đâu. Có cả rau à? Cháu làm rơi vào thôi. Ông để gần bếp đấy cho ông xào ông làm rơi vào. Không nên rồi. Cái này. Cái không uống được đâu. Uống cái này thôi. Sạch. Ông sạch cái chứ chẳng qua là cái này ông ấy để vào cái bếp cho nên nó mới bẩn thôi. Chứ còn đâu ông sạch sẽ lắm. Này. Ấm chén này rửa sạch sẽ này. Ông để vào đấy để cho nó nóng ấy, nóng chè. Ủ nó nóng. Này cái này nó không có lắp. Nói chung là ông không có thì ông mới dùng cái này thôi. Nhưng mà mình chân thì còn xương với cả da thôi, không có thịt. Cái đâu mà không chịu đâu móng tay, không cho xem đâu. Mà ông nhanh lắm nhỉ. Được móng tay rồi, đây móng tay. Đấy cũng cắt gọn sạch sẽ. Đấy, phải cắt gọn sạch sẽ như này. Đây, đây này, móng tay. Ruột tê, ruột tê. Ruột tê. Ruột tê. Đấy, móng chân là cũng cắt. Mà ông rửa chân tay sạch sẽ. Ruột tê là rửa. Đấy, thấy chưa? Xanh chưa? Đó. Ba chén. Cái này bỏ xuống được không? Bỏ. Cái bỏ đi. Bỏ vào góc bếp cho ông đấy, nó ông dùng thì dùng. Đấy, chút bỏ. Đây, ông uống đi. Ông uống thử xem có ngon không? Nào, uống nào. Vô đây. Ôi, chè này ngon. Ông uống đi. Hơi nóng. Cạch 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 cạch. Yeah. Làm sao mình lên mình mua ít thịt lên cho ông. Dũng mà. Dũng có gì à? Dạ. Cháu là mong muốn là. Dạ. Mong muốn là mọi người ủng hộ bọn cháu, ủng hộ ông để bọn
bọn cháu lên âm với ông nhiều. Hôm nào lên mình mua ít thức ăn lên cho ông. Mua trứng này, mua cái đồ nào mà không nào không để trong tủ lạnh cơ mới để được. Cá khô, cá mắm. Ừ, đấy, sợ. Cá khô ấy. Ông ăn được mà. Chưa giờ à, không biết là cho nó mà đi đi. Chỉ cho cháu nào mà. Uống là không ngủ được. Mà ui cháu. Hay à, sao nhỉ? Nhưng mà phải uống bởi vì... Chipoke. Chipoke. Chipolo. Chipoke. Ừ, dạ, dạ, dạ. Con nó cũng có nhảy luôn khá chứ khá chứ. Chipo lo thỏm ông. Nó thỏm ông. Vậy là không nhớ hết, không nhớ đến ngày đi. Khen khen khen. Biết mấy câu rồi. Nhưng mà nếu mà có thể sử dụng cái body language. Ông, vô tiếp. Đấy, thì thoảng lên đây ngồi với ông tí nhỉ. Ông chén chè đi về đó, nhưng mà vui. Hôm nào mua thức ăn lên ông ngồi ăn cơm của ông luôn. Tí cất cái bàn này. Ở một bên buồn. Có bạn đến chơi nó vui rồi. Hôm nào phải bảo cả trưởng thôn ra đây cơ. Trưởng thôn biết tiếng. Có người phiên dịch. Có nóng không con? Nóng nguyên mà nhỉ. Bọn cháu đi về đây. Mu chê. Mu chê đây. Mu chê. Mu chê. Chê hả? Ừ. Mu trong à? Mẹ ông buồn nhỉ? Thôi để lần sau nhá. Mu chê ông bảo lắc đầu. Mu chê ông này, cháu đi về nhá, bọn cháu đi về đây. Ông ở lại nhá, xong là hôm nào bọn cháu lại lên. Okay. Cất cứ gọn cái này vào cho ông tí. Ông tí sợ để dưới nhà ông này. Mâm quăng đá lại. Để cho uống đi. Để gọn vào đâu cũng được mà. Xê gọn vào đâu được mà. Bây giờ ngồi đây. Đây có chè. Bộ chè này thỉnh thoảng ông ngồi ông uống. Chứ mà lần ông toàn rót ra bát thôi. Ra bát ăn cơm, bát ăn cơm của ông có 4, 3, 4 cái. Ông uống đi này, uống đi. Thôi, này, uống đi. Không uống nước chè. Tao uống nước chè. Bởi vì từ trước mà mình không uống nước chè. Đổ ra phí. Uống đi. Uống hết đi. Xong nó để gọn vào góc nào cho ông. Để cái ấm xuống dưới thấp đi. Đấy, để vào xuống dưới thấp này này. Dùn này này. Để dưới này này. Đấy. Không, để ở trên thì nó đủ, dễ đủ hơn. Cái này là bàn nước chè của ông vừa. Sát vào góc đấy luôn. Để nhá. Ừ. Cất mấy cái gọi là ghế VIP của ông. Trong mới nào nữa. Chị trong họ. Chị trông, chị bông nó, chị bông nó thấm ông. Bát đũa này chắc ông, không biết cất rồi nhỉ? Đấy, này mình mua hết lên đây rồi nhá. Ông ơi, không cho về. Không thiếu cái gì rồi. Cháu về nhá. Cháu về đây, ông vào nhá. Ăn cơm rồi, giờ uống nước chè nghỉ. Cháu bắt tay, hai tay nữa. Mua chê. Cháu về đây. Mua chê. Thế nhá.